Quý anh chị tuổi Ất Sửu thân mến, bước sang tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển đổi của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ trong tháng 4 âm lịch năm 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Ất Sửu hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung, hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may tới với mình, thì xin mời quý anh chị tuổi Ất Sửu cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 với những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu. Thứ hai, tử vi sự nghiệp. Thứ ba, tử vi tài lộc. Thứ tư, tử vi tình duyên, gia đạo. Thứ năm, tử vi sức khỏe. Thứ sáu, tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi Ất Sửu trong tháng 4 âm lịch. Thứ bảy, quý nhân của tuổi Ất Sửu trong tháng 4 âm lịch. Và cuối cùng là cẩm nang vượng vận cho tuổi Ất Sửu trong tháng 4 âm lịch 2023. Tổng quan về tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Trong số 12 con giáp, tuổi Ất Sửu là con giáp được trời sinh mang mệnh phú quý. Dù cuộc sống có vạn biến thế nào, họ cũng đều vượt qua được. Đặc biệt bước vào tháng 4 âm lịch thì vận may ập đến, lội ngược dòng ngoạn mục, không chỉ có quý nhân phù trợ, mà được thần tài chiếu cố nồng hậu, mang đến nhiều cơ hội mới, công thành, danh toại sự nghiệp vững chắc, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Ất Sửu là con giáp có những dấu hiệu may mắn, phát tài rõ nhất trong tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023, trên phương diện sự nghiệp, tiền bạc. Tuy nhiên, do có thực thần nâng đỡ, nên muốn làm giàu, bạn phải tốn khá nhiều công sức. Với người làm công ăn lương, đường sự nghiệp tuy có vất vả, nhưng thu được nhiều thắng lợi lớn. Tháng này cực có lợi cho những người đang làm ăn xa quê hoặc phải đi công tác nhiều. Những người làm trong ngành vận tải cũng khá may mắn. Cấp trên chắc chắn sẽ dành những lời khen ngợi và những phần thưởng xứng đáng cho những ai cố gắng không ngừng, không nề hà nhiệm vụ khó. Với người làm ăn kinh doanh, bạn hoạt bát nhanh nhẩu nên cũng không lo về chuyện tiền bạc trong tháng này. Bản mệnh cứ tự làm tự tiêu, phát huy thế mạnh và chẳng nhờ vả ai, nên đỡ được nhiều rắc rối. Nếu muốn kiếm tiền nhiều hơn thì chăm chỉ ngoại giao, sẽ có cơ hội. Cụ thể tử vi chi tiết, từng phương diện của người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 4 âm lịch. Tuổi Ất Sửu, tháng 4 âm lịch, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho thấy, tháng mới người tuổi Ất Sửu có vận trình sự nghiệp tương đối tốt, các hạng mục công việc của bạn diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù cũng gặp không ít khó khăn, nhưng cũng được hoàn thành nhanh chóng nhờ sự đoàn kết của bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Tháng 4 âm lịch này, bản mệnh tuổi Ất Sửu nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, nhờ thế mà bạn cảm thấy quyết tâm và tự tin hơn. Bản mệnh tự tin nêu ý kiến trước tập thể, nhờ đó nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch của tuổi Ất Sửu cũng cần phải căn cứ vào thực tế nhiều hơn. Bản mệnh không nên đặt ra những mục tiêu viển vông, vì như vậy chỉ tạo áp lực cho chính bản thân mình, chứ không thể giúp cho bản thân đạt được thành công như dự kiến. Tháng mới này, làm việc gì thì người tuổi Ất Sửu cũng phải nhớ ý thức được vị thế và tiềm năng của mình. Không nên chạy theo xu hướng, khi nào phát huy được thế mạnh thì bạn mới xác lập được chỗ đứng cho mình. Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên bản mệnh tuổi Ất Sửu hãy kiên trì trước những khó khăn và thách thức, không nên sợ vất vả. Bạn càng bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết cho công việc thì thành quả bạn gặt hái được lại càng đáng mừng. Trong việc hợp tác làm ăn, bản mệnh tuổi Ất Sửu nên hợp tác với tuổi Mậu Tý và Tân Dậu. Hai tuổi này rất tương hợp với tuổi Ất Sửu trong đường tài lộc. Vì thế nên chọn hai tuổi này để hợp tác,
thì công việc sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vang dội, nhiều tài lộc thu về. Tuổi Ất Sửu, tháng 4 âm lịch, nói về quý nhân phù trợ của 12 con giáp, cho thấy sự cần mẫn, chậm mà chắc của tuổi Ất Sửu đều kết hợp được với sự thông minh nhanh nhẹn của tuổi Tý sẽ giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Tuổi Ất Sửu kết hợp với tuổi Tỵ, tuổi Tý, tuổi Dậu, bất kể là trong kinh doanh, làm ăn hay hôn nhân gia đình đều rất thuận lợi. Tuổi Ất Sửu, tháng 4 âm lịch, về mặt tài lộc. Bước sang tháng 4 âm lịch, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão 2023 này, người tuổi Ất Sửu có con đường tài lộc khá tươi sáng. Bản mệnh có thể thu về một khoản tiền súng xính nhờ công sức của mình. Cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu giúp các kế hoạch làm ăn hợp tác đầu tư của mệnh chủ diễn ra suôn sẻ. Đáng mừng hơn là trong tháng này, nhờ quý nhân dẫn đường, chỉ lối mà người tuổi Ất Sửu có thể gặp được đối tác có chung mục tiêu và rất đáng tin cậy. Nhờ thế mà chuyện to, việc lớn gì cũng trở nên hanh thông, thuận lợi, giúp tiền đổ về túi ầm ầm. Có điều, trong tháng mới này, người tuổi Ất Sửu nếu có ý định mở rộng quy mô làm ăn hoặc bước chân vào một lĩnh vực mới nào đó, thì gia chủ không nên quá vội vàng. Hãy cân nhắc, tìm hiểu thông tin cẩn thận với các yếu tố tác động cũng như khả năng của chính mình để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Trong tháng 4 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu nên hạn chế chạy theo số đông vì việc đó chưa chắc đã phù hợp với bản mệnh. Hãy phát huy thế mạnh của mình, chậm mà chắc nếu như muốn tìm chỗ đứng trên thị trường. Đối với những tuổi Ất Sửu làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân, bản mệnh có một nguồn thu kha khá từ nguồn lương chính của mình. Ngoài ra, người tuổi Ất Sửu là người chăm chỉ, cần cù, hoàn thành xuất sắc công việc được giao, các khoản thưởng nóng được cấp trên dành cho bạn là hoàn toàn xứng đáng. Đây là lời động viên, tuyên dương của lãnh đạo đối với bạn để khích lệ tinh thần, để bản mệnh có thể tiếp tục cố gắng nỗ lực và cống hiến cho tập thể. Hướng xuất hành tốt trong tháng 4 âm lịch này là hướng Tây Bắc. Hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Ngày cát hỷ là ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch và ngày 25 tháng 4 âm lịch. Tuổi Ất Sửu, tháng 4 âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Trong tháng 4 âm lịch thì vận trình sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Ất Sửu có sự phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì lại không được suôn sẻ như ý muốn. Dù là người độc thân hay đã lập gia đình, có lẽ bản mệnh sẽ đều phải đối diện với nguy cơ hoặc là những tổn thương nhất định. Người đã có đôi, có cặp, vợ chồng, không tránh được có những lúc mâu thuẫn, ý kiến với nhau, bản mệnh không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Có gì khó chịu thì nên ngồi lại bình tĩnh và trao đổi với người ấy, có như vậy mới tìm được hướng giải quyết. Còn nếu như bản mệnh tuổi Ất Sửu luôn cường điệu quan điểm của bản thân, không chịu lắng nghe đối phương, thì đôi bên rất dễ nặng lời gây tổn thương cho nhau. Khi rơi vào cảnh chiến tranh lạnh, các cặp vợ chồng cần hết sức cẩn thận trước nguy cơ kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của mình. Bạn hãy luôn nhắc nhở bản thân, giữ khoảng cách với người khác giới, quan hệ xã giao rộng rãi đến mấy thì cũng nên giữ giới hạn, đừng vì ham vui mà khiến những người thân trong gia đình phải chịu tổn thương. Đối với người độc thân, trên thực tế các mối quan hệ xã giao giúp cho mệnh chủ quen biết với không ít các đối tượng khác giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng đáng tin cậy, bản mệnh không nên vội vã nghe theo lời ngon, tiếng ngọt của người chưa hiểu rõ, kẻo chuốc lấy tổn thương. Một số người độc thân cũng không nên đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn quá cao, những hình mẫu thiếu thực tế cho việc lựa chọn nửa kia. Trên đời này, không có ai là người hoàn hảo, chính bản mệnh cũng như vậy. Vì thế hãy chọn người chân thành với mình chứ đừng mơ mộng thái quá nhé. Tuổi Ất Sửu, tháng 4 âm lịch, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 4 âm lịch này cho thấy, do chịu tác động của Bạch Hổ hung tinh, nên tháng này sức khỏe của người tuổi Ất Sửu có dấu hiệu suy giảm. Tháng này, người tuổi Ất Sửu cần chú ý khi tham gia giao thông, cũng như khi vận hành máy móc, hạn chế những sự cố đáng tiếc bất ngờ xảy ra, gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, người tuổi Ất Sửu cũng cần phải hạn chế làm việc quá sức, nếu như cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, thì bạn nên đi khám chữa ngay. Nếu có bệnh, không nên để lâu, bệnh càng thêm nặng, vừa khó chữa, vừa tốn tiền, thậm chí phải động đến dao kéo. Bản mệnh tuổi Ất Sửu cũng cần điều chỉnh việc rèn luyện hô hấp và khí bên trong thân thể. Hoạt động hô hấp của mỗi người đều do cá nhân tự chủ. Nhưng thông qua rèn luyện hô hấp có thể kiểm soát được dòng khí trong cơ thể. Đây là biện pháp dưỡng tâm và phát huy tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Dung mạo của con người, việc khí thịnh hay suy có ảnh hưởng đến sắc diện.
Chẳng hạn như khí thịnh thì sắc mặt sẽ sáng sủa, có thần thái, có thể khiến sắc mặt trở nên trẻ đẹp hơn, cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, đạt được hiệu quả hơn cả việc sử dụng mỹ phẩm. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần đầu tiên của tháng 4 âm lịch cho thấy, người tuổi Ất Sửu đón một tuần khá bình ổn, không quá trầm, nhưng cũng chưa hẳn lý tưởng. Có thiên quý các thần xuất hiện, mang tin vui về sự nghiệp, nhưng vô tình lại khiến bạn bỏ bê chuyện tình cảm. Tình cảm gia đình nhìn chung vẫn không có gì biến động quá lớn, chỉ đơn thuần là vợ chồng bận rộn với công việc, không dành nhiều thời gian cho nhau và gia đình, nên không khí có phần trầm lắng đôi chút. Người độc thân được thiên quý cát tinh che chở, có thể tìm được đối tượng vừa ưng ý cả về ngoại hình, lẫn điều kiện vật chất, người này không đâu xa, có thể là hàng xóm, hoặc ngay tại cơ quan của bạn. Công việc của người tuổi Ất Sửu vẫn diễn ra tương đối tốt, có điều do ảnh hưởng của hung tinh thiên khốc, làm việc lúc đầu sẽ gặp trở ngại, nhưng sau được quý nhân phù trợ, bạn vẫn đạt được mục tiêu đã đề ra. Lưu ý nếu ký kết hợp đồng khoảng thời gian này, bản mệnh cần phải hết sức thận trọng, tránh phạm sai lầm, khiến mọi chuyện đổ bể, hoặc gây thiệt hại về kinh tế. Tháng này hung tinh thiên khốc ảnh hưởng rất mạnh, cần chủ động đề phòng thì hơn. Người kinh doanh buôn bán cũng nên thận trọng khi hợp tác với những đối tác tuổi Dậu, tuổi Tuất, tránh phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Sức khỏe của người tuổi Ất Sửu khả quan, không có gì đáng lo, ngoài chứng đau lưng, đau cột sống, do ngồi quá nhiều, vận động thường xuyên sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng trên. Quý nhân, tuổi Tý và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Con số phát tài, số 35, số 96 và số 58. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Bước vào tuần mới, vận thế của người tuổi Ất Sửu dần tăng lên, có thể kê cao gối mà ngủ, tình cảm lứa đôi khiếm khuyết, mặn nồng, có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống gia đình hài hòa, vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Dẫu vậy, đứng trước những việc quan trọng như mua nhà, mua xe, đôi khi vợ chồng không thống nhất quan điểm nên giận hờn nhau là chuyện thường tình. Vận đào hoa của người độc thân khá vượng, lại có thêm thiên quý cát tinh che chở, không khó để tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí còn vượt xa cả mong đợi. Công việc của bản mệnh cũng khá thuận lợi, có thu hoạch bất ngờ với sự chiếu rọi đồng thời của sao thiên hỷ, thiên quý và quý nhân tam hợp trợ mệnh, công việc suôn sẻ, có cơ hội tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao hoặc tầng lớp có quyền lực trong xã hội, tạo bước đà thuận lợi cho sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn. Năng lực tiềm ẩn của bạn bỗng trỗi dậy, bản mệnh xông xáo và mạnh dạn đưa ra ý tưởng hoặc chiến lược kinh doanh mới. Trông bạn tràn đầy sức sống, dù cũng đối diện với không ít thách thức, khoảng thời gian này có khả năng bản mệnh sẽ tham dự một cuộc họp quan trọng với lãnh đạo cấp cao, mang tính chất quyết định tới vị trí công việc, tiền lương hoặc tiền đồ trong tương lai, vì thế đừng đến muộn với bất cứ lý do gì, kẻo bạn sẽ bị mất điểm trước mặt lãnh đạo. Quý nhân, tuổi Dậu và tuổi Thân. Màu sắc may mắn, màu xanh và màu đỏ. Con số phát tài, số 11, số 73 và số 91. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Trong tuần công việc của người tuổi Ất Sửu gặp không ít trở ngại, tài năng của bản mệnh chưa kịp được thể hiện ra bên ngoài thì đã xuất hiện dấu hiệu bị kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ, thậm chí là tìm cách vùi dập phía sau. Bên cạnh đó, hung tinh đè nén bản mệnh có cảm giác làm gì cũng bế tắc, bí bách, không xác định được phương hướng rõ ràng. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp thiếu sự hài hòa, thậm chí còn nảy sinh mâu thuẫn do cái tôi của mỗi người quá lớn. Với người làm chủ doanh nghiệp, bạn cần tìm ra hướng đi mới để khắc phục tình trạng kinh doanh có phần chậm chạp hiện nay. Đồng thời bạn cũng nên đề phòng hợp tác với người tuổi Sửu và Dậu, tránh bị tranh công đoạt vị tổn hại tiền bạc. Vận trình tình cảm đi xuống, các mối quan hệ tình cảm rối ren, phức tạp, vợ chồng cãi hỗ trợ vì vấn đề của con cái tài chính. Dù đã cố gắng nhượng bộ nhưng mâu thuẫn giữa hai bạn vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Các cặp vợ chồng mới cưới cũng khó tránh khỏi lúc lời ra tiếng vào do chưa thực sự dung hòa và thấu hiểu nhau. Người độc thân kém vận đào hoa, tình yêu đến rồi lại đi, khó níu giữ. Quý nhân, tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. Con số phát tài, số 59, số 86 và số 27. Tử vi tuần 4,
từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Tiếp nối tử vi tuần trước, cát vận nhìn hơn hẳn hung vận, báo hiệu một tuần đầy khởi sắc với người tuổi Ất Sửu. Thái âm cát tinh chiếu mệnh, công việc hanh thông, bạn bắt đầu gặt hái được nhiều thành công, cũng như được cấp trên khen ngợi hết mình. Các mối quan hệ với đồng nghiệp bạn bè cũng rất tốt, nhìn trông con giáp này đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của chính mình, thử sức ở nhiều vai trò mới và tin vui là bạn đã và đang làm rất tốt. Có thể nói, Ất Sửu đang dần chút bỏ hình tượng nghiêm túc và cứng nhắc của mình để trở nên năng động hơn, hoạt bát hơn và sáng tạo hơn. Đây được xem là sự thay đổi lớn nhất mà bạn có được trong khoảng thời gian gần đây. Tài vận khởi sắc rõ nhất vào thời điểm cuối tuần, khi có nhiều tài tinh tề tựu, các nguồn thu của con giáp này khá dồi dào, tiền bạc cứ đến từ công việc chính lẫn nghề tay trái. Nếu tận dụng tốt cơ hội, thì tuổi Ất Sửu có thể tăng ngân sách của mình lên nhiều hơn nữa, đảm bảo cho gia đình sung túc, ấm no, đủ đầy. Quý nhân, tuổi Tý và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu đỏ và màu hồng. Con số phát tài, số 22, số 44 và số 69. Quý nhân của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 4 âm lịch, là đồng nghiệp lớn tuổi. Theo tử vi khoa học, quý nhân của tuổi Ất Sửu trong năm 2023 này. Ở phương diện công việc không phải tìm đâu xa vời, mà chính là người làm việc chung với bạn cụ thể, đó có thể là những người đồng nghiệp lớn tuổi hay dày dặn kinh nghiệm hơn bạn. Xem tử vi của 12 con giáp, vận khí tuổi Ất Sửu có những khởi sắc nhất định, nhưng vận may không tự nhiên mà có. Thậm chí có không ít thời điểm vì đủ sự cố phát sinh mà con giáp này đâm chán nản, thất vọng. Thậm chí còn có tâm lý muốn buông xuôi, nhưng may mắn thay, những người đàn anh, đàn chị tại nơi làm việc sẽ nhiệt tình chỉ bảo và giúp đỡ bản mệnh vượt qua giai đoạn thất bát như thế. Thái độ làm người khiêm tốn, biết mình biết ta, thường ngày của tuổi Ất Sửu là một trong những yếu tố giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, không chỉ được người kém tuổi kính trọng, mà bạn còn được người lớn tuổi hơn quý mến và đánh giá cao. Chính vì thế, ở những thời điểm đánh mất lý tưởng thường ngày, tuổi Ất Sửu sẽ kịp thời lấy lại sự tự tin, tiếp tục nỗ lực cho những mục tiêu của mình. Dưới sự chỉ dẫn của đối phương, con giáp này có thể nâng cao kỹ năng làm việc, được truyền cảm hứng để nỗ lực hơn nữa, sớm ngày gặt hái thành quả xứng đáng. Người bạn đời, ở phương diện tài lộc, quý nhân của tuổi Ất Sửu chính là người bạn đời của mình, tài chính trong năm 2023 có nhưng thực sự chưa ổn định. Nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn, ở những lúc cảm thấy chưa chắc chắn về kế hoạch tài chính của mình, tuổi Ất Sửu có thể trao đổi, hỏi ý kiến của nửa kia, hai người có thể thảo luận và cùng bàn bạc về việc đầu tư và quản lý tài chính hợp lý, cũng như phát triển các kênh kiếm tiền và sự giúp đỡ của đối phương, vận may tiền bạc của tuổi Ất Sửu sẽ được củng cố, tránh được nhiều rủi ro không đáng. Hơn nữa, việc vợ chồng bàn bạc rõ ràng với nhau cũng giúp hạnh phúc gia đình được đảm bảo. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong tháng 4 âm lịch. Người tuổi Ất Sửu nên làm gì? Nên tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp, nhưng cần xem mệnh kỹ, vì tháng này dễ phát cho ai có mảnh vượng thổ. Người tuổi Ất Sửu không nên làm gì? Không nên trì trệ hay cố chấp bảo thủ, hoặc không sửa đổi khuyết điểm mà tháng này gặp cát hóa hung. Theo tử vi số học, những người sinh vào tháng âm lịch sau đã phải trải qua nhiều biến cố trong đời, nhưng từ khi bước sang năm 2023, cuộc sống của họ phát triển thịnh vượng may mắn, giàu có nhanh chóng. Tháng 4 âm lịch được cho đây là thời điểm may mắn nhất đối với tháng sinh sau. Người tuổi Ất Sửu sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu, người tuổi Ất Sửu sinh tháng này, sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, hoạn lộ hanh thông. Tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc con cháu hiếu thảo. Người tuổi Ất Sửu sinh tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập. Họ là người có khí chất bất phàm, thông minh đĩnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời người này cũng sung túc đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, số vượng tài vượng lộc. Tuổi già phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, vui vẻ cùng con cháu phúc khí cực vượng. Người tuổi Ất Sửu sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn lộ, người tuổi Ất Sửu sinh tháng này tuy xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường tất thành đại sự. Họ là người thông minh mưu trí có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng,
thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Người tuổi Sửu, sinh tháng 9 âm lịch là người có ý chí ham học hỏi, họ cần cù chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường. Trên con đường sự nghiệp, có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình. Luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào, họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Người tuổi Ất Sửu, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông, người tuổi Ất Sửu sinh tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp cũng vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem vận mệnh người tuổi Ất Sửu, sinh tháng 10 âm lịch, tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phước lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình, mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy, giúp họ khá nhiều trong công việc, họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn áo mặc, tuổi già phúc thọ song toàn, hưởng lộc an nhàn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.